Triệu Lệ Dĩnh lần thứ hai lên ngôi thị hậu Kim Ưng. Nhưng Dương Mịch mới là cái tên bị réo nhiều nhất. Hóa ra cúp thủy tinh Kim Ưng năm xưa chỉ là mập mờ để kiếm fame, còn khuya mới so được với nàng Triệu. Bị chính ban tổ chức ra mặt phũ phàng khiến fan tén tỏ. Ngày 20 tháng 10, cái tên Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục khuấy đảo làng giải trí hoa ngữ khi lên ngôi thị hậu Kim Ưng lần thứ hai với gió thổi bán hạ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhận cúp truyền hình danh giá đến hai lần với cùng một vai diễn, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được đẳng cấp và địa vị của mình trong nghề, được khán giả lẫn các nhà sản xuất công nhận thực lực. Và như một lẽ tất nhiên, khi Triệu Lệ Dĩnh đứng ở đỉnh vinh quang thì Dương Mịch lại bị réo tên. Và lần này, mọi tranh luận đều xoay quanh cúp thủy tinh năm xưa của cô có phải là thị hậu Kim Ưng hay không. Và sau 12 năm, ban tổ chức đã khiến nàng Dương và fan ê chề. Trong ba giải thưởng truyền hình lớn của xứ Trung là Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên thì Kim Ưng của Đài Hồ Nam là giải thưởng thị phi nhất đó. Nhất là khi ban tổ chức có hai chiếc cúp, một là cúp vàng và một là cúp thủy tinh. Một cái là dành cho diễn viên được yêu thích nhất, một cái là cho diễn viên nổi tiếng nhất. Năm 2012, Dương Mịch nhận cúp thủy tinh nhờ bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc và gây ra hàng loạt tranh luận. Bởi ban tổ chức mãi chẳng thể rạch ròi giữa hai hạng mục, cũng không có phản hồi chính thức cúp nào mới là thị hậu chân chính. Đó là lý do người hâm mộ khẳng định cúp thủy tinh Dương Mịch nhận được là giải thị hậu, dùng nó để nâng tầm địa vị cho thần tượng của mình. Đâu chỉ thế, họ còn dựa vào đó để vùi dập cúp vàng Kim Ưng mà Triệu Lệ Dĩnh nhận vào năm 2016 chẳng phải là giải thị hậu. Sự cố chấp của fan Dương Mịch kéo dài đến năm 2024, mãi đến khi Triệu Lệ Dĩnh lần thứ hai nhận chiếc cúp vàng thì sự việc mới ngã ngũ. Ban tổ chức Kim Ưng đã có một động thái được cho là dằn mặt fan Dương Mịch nữa cơ. Đó là họ đã chỉnh sửa lại nội dung video trước thềm lễ trao giải, khẳng định tên chính thức của thị hậu và thị đế Kim Ưng là diễn viên được khán giả yêu thích nhất, phần thưởng là chiếc cúp vàng. Còn giải diễn viên nổi tiếng nhất với chiếc cúp thủy tinh chỉ là hạng mục phụ được họ thêm vào sau này mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc Kim Ưng muốn fan Dương Mịch thôi trò phong bạt, ngưng việc lợi dụng sự sơ suất của ban tổ chức nâng thần tượng và dìm Triệu Lệ Dĩnh. Việc này không chỉ khiến fan của Dương Mịch bị cư dân mạng hoa ngữ đàm tiếu thôi đâu, mà còn khiến người ta nhắc lại những ồn ào khác của mỹ nhân Cáp Nhĩ Tân 1944. Ví dụ như việc năm xưa, cô cũng từng phong bạt việc từ thiện, bị tố hứa giúp đỡ các bé khiếm thính nhưng rồi lại lặn mất tăm. Việc này đã khiến Dương Mịch vấp phải rất nhiều vật liệu xây dựng từ công chúng xứ Trung, còn nhận biệt danh quỵt nữa cơ. Dù đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng nàng Mịch vẫn chẳng thể tẩy được điều tiếng năm xưa. Việc Triệu Lệ Dĩnh lên ngôi thị hậu Kim Ưng lần thứ hai cùng hành động tạt nước lạnh của ban tổ chức Kim Ưng đã khiến Dương Mịch tiếp tục bị cuốn vào làn sóng bình luận của khán giả. Nhận về vô số lời đàm tiếu, ai nấy đều cho rằng fan chính là tấm gương phản chiếu của Dương Mịch, họ cũng thích chiêu trò phong bạt hệt như người đẹp này. Thay vì khuyên nhủ mỹ nhân Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương tập trung vào việc đóng phim, cải thiện duyên khán giả thì fan cô nàng thích chơi chiêu để vùi dập những nghệ sĩ đối thủ của thần tượng, phủ nhận thành tích của họ để lăng xê thần tượng. Hy vọng sau khi bị các trang truyền thông chính thức nhắc nhở, fan của Dương Mịch sẽ hành xử chững chạc hơn, đừng để nữ diễn viên rơi vào cảnh fan làm thần tượng chịu.